Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Châu, năm nay mình 20 tuổi và mình rất là vui khi mà tháng 2 năm nay mình sẽ được nhận vào Monash University. Mình bay vào ngày 20 tháng 2. Sau 2 năm học A-level dưới dạng homeschooling ở Westminster Academy, mình học 3 môn là Business, Math và Further Math. Thì mình đã rất là vui khi mình đã nhận được 2 năm A ở môn Business và Math. Sau 2 năm học thì mình cảm thấy là ở đây các thầy cô rất là quan tâm chăm sóc mình, từ việc ôn thi, học thi như thế nào cho đến các những vấn đề tinh thần, vấn đề tâm lý. Các thầy cô cho mình rất nhiều kinh nghiệm về cuộc sống ở bên nước ngoài, lẫn những kinh nghiệm làm bài tập và học tập thích nghi với cuộc sống khi mà đi du học. Cho nên là sau 2 năm thì mình có lời cảm ơn chân thành với các thầy cô đã dạy mình, đã giúp đỡ mình trong 2 năm vừa qua, thầy Định, cô Minh, thầy Minh Sơn và thầy Khánh. Hiện tại thì mình đang trong những bước cuối của chặng đường trước khi mà trở thành sinh viên đại học năm nhất. Năm em trai mình thì đang học ở đây dưới dạng là gia sư tiếng Anh do chị Trâm Anh giảng dạy. Thì mình cảm thấy là em trai mình có tiến bộ rất nhiều trong việc biết lách và nhất là phần reading tiếng Anh. Chúc Westminster Academy ngày càng phát triển thành công rực rỡ.